kiến thức, chúng ta có kỹ năng, chúng ta có năng lực giải quyết vấn đề và chúng ta có sự nỗ lực dấn thân. Chúng ta phải có tư duy và tầm nhìn toàn cầu và chúng ta hành động theo tinh thần của Việt Nam thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội thăng tiến chắc chắn trong cái con đường nghề nghiệp tương lai của mình, đóng góp cái thành quả của mình cho chính bản thân mình, cho gia đình của mình, cho cơ quan, cho tổ chức của mình và đóng góp cho sự phát triển.